Xin chào các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi Toshiba, mã nồi RC10E6VR. Đây là nồi cao tần hút chân không nhé các bạn. Nồi này nồi 1 lít, các bạn nấu được 5 người ăn nhé các bạn. Rồi các bạn xem qua này. Nồi còn rất là bóng nhé. Đó. Rất là đẹp. Nồi này thì mình mới vệ sinh qua thôi, không một vết chảy, những cái này là không phải chảy đâu các bạn, cái này là mình lau qua là sạch thôi, bẩn đấy. Thì khi khách hàng mua mình gửi đi thì mình sẽ phải vệ sinh và mình sẽ nấu thử, bắt buộc phải nấu thử nước sôi và nấu thử cơm nhé các bạn, để cho các bạn, cho khách hàng một cái nồi nó hoàn thiện nhất nhé. Đây là nồi theo dạng bãi, thì dạng bãi hôm trước mình có chia sẻ không hẳn là nồi đấu giá nó luôn luôn đẹp hơn hàng bãi, và không hẳn là nồi bãi thì nó sẽ luôn luôn xấu nhé các bạn. Thì cũng có cái này cái kia đó, các bạn xem qua này, rất là đẹp bên trong nhé, giòn còn rất là xanh nhé các bạn, rất là đẹp, giòn xanh như này các bạn không có lo đâu. Nồi này thì mình đã nấu thử rồi, mình đã nấu thử cơm rồi nhé, giòn còn rất là đẹp nhé các bạn. Cái vòng mà tiếp xúc với cảm biến nhiệt nó còn chưa chưa bong tróc này, nó mới chảy thôi, bạn thấy không, nhìn kỹ thấy chưa, rất là đẹp. Rồi mình kiểm nghiệm thử nhé các bạn, mình kiểm nghiệm 100 nhé. Trắng này, chọn loại nó ngon nhất này. Đèn hút chân không nó hoạt động rồi đây. Toshiba nổi tiếng với công nghệ hút chân không rồi. Nếu mà các bạn nấu mà các bạn đong chuẩn nước ấy, thì nồi Toshiba này nó là ngon nhất đấy các bạn. Các bạn đang ăn nồi Toshiba này ấy, mà các bạn ăn nồi Việt Nam thì có lẽ là không ăn được, cảm nhận rõ rệt luôn. Theo cái thang điểm của mình ấy, thì Toshiba này có lẽ là điểm 10, dòng Toshiba hút chân không là điểm 10, còn nồi Việt Nam mình rơi tầm điểm 2, điểm 3 thôi, nên mình cảm nhận rõ rệt luôn. Đó, các bạn xem qua, rất là đẹp. Nồi này bên mình đang bán với mức giá là 1,9 triệu nhé các bạn. Bên mình có nhiều mẫu nó cũng như thế này, thì nó ngoại hình hơi xấu một chút, thì từ khoảng 1,3 triệu, 1,4 triệu cũng có. Thì mình sẽ úp lên thường xuyên để xem nhu cầu của các bạn phù hợp với lại cái mẫu nồi nào, thì các bạn liên hệ mình sẽ tư vấn, và được thì mình sẽ quay video đúng như video trên hình, thì khi các bạn nhận các bạn mới lấy, còn không đúng thì các bạn không lấy nhé. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình, có số điện thoại ở dưới phần chi tiết video. Bên mình thì có đầy đủ mẫu nồi từ 4-500 cũng có, đến 4-5 triệu, thậm chí là hàng mới bên mình cũng có nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.